Chào các bạn nha. Thì chiều hôm nay thì Trung tiến hành hướng dẫn các bạn kỹ thuật quay cái chậu tròn 90, chậu trơn. Thì bây giờ tiến hành đo cái thước tất để mình làm cái chậu. Thì để đo cái miệng chậu, các bạn tính từ cái mí gà cát nha bạn. Đây. Từ cái mí gà cát các bạn đo vô cái giữa tâm cốt của cái cây cốt là 45. Thì khi mình quay hoàn thiện nó sẽ ra là chậu 90 các bạn. Đó là cái miệng chậu. Tiếp theo là cái đáy chậu. Cái đáy chậu các bạn tính từ cái mí ngoài của cái khuôn và đo giữa tâm cây cốt là bao nhiêu. Thì 26 các bạn. Khi mình quay hoàn thiện nó sẽ ra là 52 các bạn. Thì bây giờ thì mọi kỹ thuật thì Trung sẽ làm, mời các bạn cùng theo dõi nha.
Rồi, thì đây là cái mẫu chậu chính tấc mà đã quay hoàn thiện nha bạn. Các bạn thấy là sau khi cái chậu quay hoàn thiện, cái chậu cái đường chỉ dưới đáy chậu và gần cái miệng chậu nó rất là đẹp, những cái đường chỉ nó rất là rõ ràng. Thì đây là cái mẫu chậu trơn truyền thống, thì bên sở có cung cấp gia quay chậu luôn. Các bạn nếu thấy thích cái mẫu này thì các bạn cứ liên hệ với Trung qua hai số điện thoại là 033 239 4288 hoặc số điện thoại là 0385 129 159. Chúng sẽ báo giá khuôn nha các bạn. Thì cái video thì tới đây xin kết thúc. Thì cuối video Chung chúc quý khách hàng các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.